Hi, mến chào người anh em nhé. Hôm nay Như Ý xin giới thiệu với người anh em một dòng loa súp kép của hãng Martin. Một dòng loa đến từ thương hiệu của Anh Quốc. Và thùng loa, củ loa tất tật driver được sản xuất tại Yên Linh, Anh Quốc anh em ha. Một dòng súp kép công suất rất là khủng đó. Và mình đã tháo cho anh em xem cái nội thất để kiểm tra tình trạng loa ring hay là không ring, hello không lô ha. Nhưng mà hên quá anh em, tất tật đều ring dead, ring nguyên bản, bốn củ loa là ring luôn, không có một cái gì là gọi là sửa chữa hay làm lại hết. Cái vỏ thùng thì bên kia về nó rất là xấu, mình đã sơn lại một cái lớp sơn tuốt màu đen để cho nó sạch sẽ, sáng sủa ha. Thùng bãi xịn rất là chắc. Cái mặt lưới ở căng mình cũng đã sơn lại luôn cho nó đen đẹp anh em ha. Lưới ở căng đây ha. Đó, lưới ở căng thì cũng là Martin London ha. Anh em nhìn cái logo của cái hàng bãi chắc lừ ha. Và củ loa mình cũng đã tháo, thùng thì mình cũng đã tháo sẵn. Bây giờ mình sẽ đo kích thước cho anh em ước lượng được cái thùng loa này là bao nhiêu ha. Đầu tiên là mình sẽ đo cái chiều rộng. Chiều rộng của nó là từ 55 phân anh em ha. Chiều rộng, chiều sâu. Chiều sâu của cái thùng là 79 phân anh em ha, 79 phân. Và chiều cao của cái loa này nè, đầu làm đến cuối làm là 1m07 ha, 1m07. Đó, anh em xem cái kích thước để ước lượng nó to cỡ nào ha. Còn bit từ, bit từ thì từ là 220, lớn hơn 220 xíu ha. Cho 230 đi. Từ 220 và coi thì 100 ha anh em ha. Coi 100. Đó, anh em thấy cái số thông số chưa? Từ 220 coi 100. Nói chung hàng bãi Anh Quốc rất là xịn. Mình sẽ quay chi tiết về một cái loa ha. Cái đầu tiên mình nói sơ qua, về cái cách nhà sản xuất làm một cái loa xịn này, đường keo chỉ ha, keo chỉ và cái mạch bít từ ha, mạch bít từ. Cái mạch bít từ rất là dày, rất là chất lượng anh em thấy không? Mạch bít từ này là nó tạo ra cái đường xích từ để nó dao động cho coi loa nó kêu anh em. Còn cái này là 500 ferric ha. À, còn anh em nhìn thấy chưa? Nhìn thấy cái này là hiểu bài liền không? Anh em xem YouTube biết bao nhiêu năm rồi thì nhìn thấy cái loa là hiểu liền. Keo nhện rồi keo sữa của màu đặc trưng của hãng BNC mà xương cá. Thì Martin thì cũng là thương hiệu loa rất là nổi tiếng trên thế giới, nhưng mà cụ từ thì đa số là cụ từ của hãng BNC của Italy ha. Anh em nhìn thế này là hiểu, không cần giải thích ha. Nói chung anh em còn đôi khi anh em xem YouTube thì nhiều còn rành hơn mình nữa luôn. Còn đây là gân loa ha, gân loa gân sóng 3 lớp. Còn cái mạng, cái mũi lo này gần như mình nhìn bề ngoài là giống như đổ keo, nhưng mà em nghĩ là đúc luôn cái van này luôn. Chắc lắm anh em ơi, chắc lắm. Rất là đẹp ha. Và tất tần tật bốn củ như nhau nha anh em, bốn củ như nhau. Đây là một củ mình sẽ lấy xuống ha, mình lấy xuống để mình lật cái thùng lo lại cho anh em xem. Con này kinh khủng ha. Còn bông mút tiêu âm thì trắng tinh luôn, gần như là mới rời trong cuộc gan năm mới như thế này mà anh em không chơi nữa. Cái mút tiêu âm anh em nhìn này rất là xịn sò, nhìn cái thùng bãi thôi, cái mút tiêu âm không? Rất xịn không? Mà làm tầng lớp đó, bốn lỗ thoát hơi ha anh em ha, bốn lỗ thoát hơi. Củ này cũng vậy ha, trên cái tem lo có ghi Martin London này nè. Anh em xem đã hiểu biết đâu rằng một cái loa bãi xịn chính hãng nó khác với một cái loa ếch nhái không? Đó, hàng xịn là tem bắt đầy đủ không? 7534. Đường keo mũi chỉ vẫn làm rất là khoa học, rất là khoa học. Cho anh em xem một cái nữa ha. Anh em thấy chưa? Nói chung mà loa riêng nhện riêng, nói chung riêng tăng tật mình bao riêng. Nhìn cái đường xuất từ nó thấy phê rồi không? Nhìn được sẽ từ nó phê đây nữa nè, cho nó nặng quá nha nè, nặng quá mình có một tay khó làm. Rồi đừng xách cái này xuống luôn đã, nặng lắm. Để mình quay cái tổng thể bông tư âm nội thất, anh em nhìn thấy đẹp không? Siêu đẹp, siêu nét, sáng sủa,
trắng trẻo, sạch sẽ, đúng không? Quét sạch được, vầy mà không chơi chơi cái nào nữa ha. Tiếp nha, đẹp. Bây giờ mình sẽ lật lên qua cái chạm lon, có một tay khó thiệt. Rồi. Rồi, cuối cùng thì cũng lật được ha. Đây là cái chỗ đỡ tay sách, mình khinh lo đây ha. Ở đây là mặt sâu. Mặt sâu thì những cái con ốc này bên tay họ dùng là họ gắn mấy cái bánh xe để họ đẩy mỗi khi vận chuyển ha. Còn bãi bên đó thì họ tháo mà quanh mất tiêu à. Mình để sơn lại cũng rất là đẹp. Còn những cái tình trạng mà giống như là chày sơn góc cạnh này thì không thể thiếu sót được. Một cái lo bãi mà vận chuyển từ bên kia về thì chắc nó sẽ xuất sắc hơn. Nhưng mà cái đôi lo này tương đối đẹp, mình đã sơn dầm vá là đẹp. Anh em nhìn thấy không? Đẹp. Còn mấy cái này là nói chung nặng quá, mình cũng bơ lại nó trầy thôi. Và đây là cái tem của hãng ha. Đây là cái model của hãng loa Blacklight. Blacklight cộng mặt tiền London ha. Model nó là S218 cộng Made in Yến Linh. Đó, anh em thấy chưa? Thấy cái thùng hàng bãi có số series, tem, badge, đơn vị. Ngon lành cái nào luôn không? Con này là số series 486 và cái lo này là số series 487 ha anh em ạ. Hai cái lo này liền kề series luôn. Đó, mình báo cho anh em biết cái tình trạng như vậy. Bởi vì hàng nhập khẩu bên kia về thì không thể nào sơ dịch được. Mà hàng xịn xò của Anh Quốc nữa thì rất chuyên trị. Không còn gì bằng đúng không? Đó. Và mình cũng công bố giá cho anh em biết được rằng đôi lo này là giá hiện tại 28 triệu đồng ha. 28 triệu đồng. Thậm chí anh em trong lúc giai đoạn khó khăn này mua gì mình bán lấy luôn, mua thùng bán thùng, mua cũ bán cũ luôn anh em ha. Đó. Thì cái cũ lo này á thì nếu anh em nào thích thì vào vùng kiến mình sẽ bán luôn, thùng này cũng bán luôn. Bây giờ vẽ vá rồi bán hết tất cả. Mua thùng bán thùng, mua vỏ bán vỏ. Đồ rai rất xịn sò. Cam kết cũ lo là riêng nguyên bản cho anh em, cũ nào cũng vậy hết á. Nãy giờ bên kia hai cũ rồi, cho anh em xem hai cũ này luôn nè. Và thùng bọng là trắng tinh luôn. Đó, thấy chưa? Chắc như thân nay mà không chơi nữa thì thua. Thua hả? Rồi còn một cũ nữa mình cũng soi nốt cho anh em luôn. Cũ ở đây ha. Cũng là mặt tinh luôn không? Còn tem bắp đầy đủ. Đó. Soi cho anh em biết được rằng là nhận riêng, coi riêng ha. Đó, và mũi nó cũng riêng luôn. Mũi riêng luôn ha. Và bông thì trắng tinh luôn ha. À, với giá chỉ có 28 triệu một đôi lo bãi xịn sò sản xuất từ Anh Quốc như thế này. Trong cái mùa này là giá cực kỳ hot nha anh em, rất là hot. Giá là siêu rẻ luôn. Anh em có nhu cầu sở hữu thì alo giấy ha, 0909 0437679. Thằng ai chào người anh em.